Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Nguyễn Phú Trọng quyết hốt Tô Lâm, bài 1, con đường không mong đợi. Kính thưa quý vị, đối với Tô Lâm, trong số các bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, thì ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một người có tiếng là trùm bảo kê, và hơn thế nữa là vấn đề tham nhũng của Tô Lâm phải nói là sừng sỏ. Trong rất nhiều các lãnh đạo lão thành cách mạng có đơn thư gửi đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tố cáo về các sai phạm và hành vi phạm tội, thậm chí là gây nguy hại cho đất nước của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Nhưng điều đáp lại là một sự im lặng khó hiểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kể cả là Bộ Chính trị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông ta đã có những sai phạm, những tội lỗi gì và con người gian hùng của ông ta như thế nào, nó sẽ được bộc quá rõ sau đây. Thứ nhất, trong vai trò là Đại tướng, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng Internet liên doanh với Cục C50 Bộ Công an. Trong vụ đánh bạc nghìn tỷ này do ông Nguyễn Văn Dương, tức là con rể của ông nguyên bí thư thành ủy của thành phố Hà Nội, đã cầm đầu xảy ra 2 năm rưỡi dưới thời của ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Tô Lâm thì có mối quan hệ rất là mật thiết với ông Nguyễn Văn Dương và ủng hộ ông Nguyễn Văn Dương này tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức là trò chơi rip vip để lấy lời chia cho nhau. Khi công an của tỉnh Phú Thọ phát hiện ra thì đã đề xuất để bắt ông Nguyễn Văn Dương. Trước khi bị bắt một tuần thì ông Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi châu Âu để thăm thú và mua sắm cả tuần lễ tại đây. Qua đây thì chắc chắn là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể thấy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Nguyễn Văn Dương trong vụ án tổ chức đánh bạc này. Ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó đã bảo kê và che chắn cho tổ chức phạm tội này hoạt động trong một thời gian rất dài. Và câu hỏi đặt ra là đơn vị nào sẽ điều tra để xử lý đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm? Ngày 22 tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Văn Dương bị đưa ra xét xử. Tiếp sau đó là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo cho ông Trung tướng Trần Văn Vệ, cho ông Hoành bắt ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh và đối xử vô cùng tàn tệ. Đến nỗi ông Vĩnh bị bệnh nặng suýt chết trong trại mới được đưa đi bệnh viện. Trong vụ thứ hai là vụ án Mobile Phone mua cổ phần AVG. Trong vụ án này chủ mưu là hai ông Nguyễn Bắc Son và ông Phạm Nhật Vũ. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó là Thứ trưởng đã thể hiện vai trò đồng phạm giúp sức bằng việc là ký các công văn số 2889 BCA-A61 ngày 21 tháng 12 năm 2015 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn có đóng dấu mặt này của Bộ Công an mà ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo cho Trương Minh Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng giữa Mobifone và AVG, và công văn số 2889 BCA-A61 hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an không phải là cơ quan định giá tài sản cho doanh nghiệp nói trên. Ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó là Thứ trưởng, ông ta đã ký công văn số 418 BCA-TCAN ngày 9 tháng 3 năm 2015 gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Mobifone và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật, chỉ đạo cho các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin bài viết về việc chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp nói trên. Trong công văn 418 BCA, ngăn không cho truyền thông chính thống đưa thông tin về hoạt động kinh tế vi phạm pháp luật giữa doanh nghiệp khi vụ án AVG được đưa ra xét xử, công văn 418 cũng là cơ sở không cho luật sư và hội đồng xét xử truy vấn các vấn đề sai phạm trước tòa án. Tòa án yêu cầu đã cho công bố nhưng ông Tô Lâm đã không đồng ý vì nói rằng công văn được đóng dấu mặt và không cho ai phản biện về vấn đề này. Vì sao mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó là Thứ trưởng đã ký văn bản đề nghị công ty tư nhân của ông Phạm Nhật Vũ, tức là em trai ruột của Phạm Nhật Vũ, được chỉ được bán lại cổ phần cho công ty của nhà nước là Mobifone. Và đây là kế hoạch của một nhóm những người ông Phạm Nhật Vũ, ông Tô Lâm, ông Nguyễn Bắc Son xây dựng ăn cắp tiền của ngân sách nhà nước. Theo thông tin từ các đơn vị trong ngành công an, trong số các bộ trưởng Bộ Công an thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là nổi tiếng tham lam, tàn bạo,
và là một tên tội phạm tham nhũng sừng sỏ nhất. Nếu như Phạm Nhật Vũ hối lộ cho Nguyễn Bắc Son với giá tiền là 3 triệu USD, thì đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được chia bao nhiêu để liều lĩnh ký các văn bản bảo kê cho thương vụ trái pháp luật của AVG, tức là phải từ 5 đến 10 triệu USD, phải vậy hay không? Đó là câu hỏi lớn mà được đặt ra cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan hành pháp của Việt Nam phải trả lời trước nhân dân về vấn đề này. Trong vụ thứ ba được đưa ra trong lực lượng an ninh tình báo sang Cộng hòa Liên bang Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và đây là một vụ án vi phạm pháp luật quốc tế một cách nghiêm trọng, khiến cho uy tín của Việt Nam bị ảnh hưởng một cách nặng nề trong suốt một thời gian dài. Và cho đến bây giờ, một số quốc gia châu Âu vẫn cảnh giác và vô hiệu hóa lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam đến giai đoạn hiện nay. Trong vụ bắt cóc đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trực tiếp chỉ huy là để thỏa mãn ý chí cá nhân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là muốn nhanh chóng trả thù đối với ông Trịnh Xuân Thanh vì dám chửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên mạng Internet khi ông này đang trốn ở Đức, và thông qua lời khai của ông Trịnh Xuân Thanh để làm rõ thêm tội danh của ông Đinh La Thăng, thuộc hạ thân tín của đồng chí X Kiên Giang. Với bản chất lưu manh chính trị và kinh nghiệm thực chiến trong các lĩnh vực an ninh đối ngoại, nên ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó đã thực hiện thành công phi vụ bắt cóc để thỏa mãn ý chí cá nhân sai lầm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đồng thời cũng nhân cơ hội để lại dấu vết dẫn đến an ninh tình báo của Việt Nam, nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, châu Âu, và cụ thể là làm đình trệ ký kết các hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU, EVFTA trong một thời gian dài và gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la, nhằm đưa Việt Nam vào sâu trong vòng kiểm tỏa của Trung Quốc về vấn đề kinh tế và chính trị. Hơn thế nữa, sau khi vụ bắt cóc này thì ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ qua tội lỗi trong vụ AVG và những sai lầm trong vụ giết ông Kình ở Đồng Tâm, và ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an cũng làm hài lòng các ông chủ Trung Nam Hải khi mà ly gián được giữa Việt Nam và châu Âu, văn minh phá hoại EVFTA, làm suy yếu đất nước và tranh thủ được sự ủng hộ của ông Tập Cận Bình và Bắc Kinh trong đại hội đảng lần thứ 13. Sau đại hội này thì ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhất quyết xin Bộ Chính trị và Trung ương cho ở lại Bộ Công an, vì ông ta hiểu rằng rời chiếc ghế bộ trưởng, ông ta có nguy cơ sẽ bị xử lý hình sự về những tội phạm đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Thế nhưng, vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bắc Kinh cũng đã bảo vệ tên tay sai của mình bằng việc Tập Cận Bình cử ông Triệu Khắc Chí, tức là Bộ trưởng Bộ Công an của Trung Quốc, sang gặp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như một sự sắc phong và nhắn nhủ sâu sắc với thái độ bền trị và cả ngàn năm nay của Thiên Triều phương Bắc đối với đất nước Việt Nam, nhấn mạnh rõ vấn đề bảo kê cho những vấn đề tiếp tục trong triều chính của Việt Nam. Ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì nhận thấy rằng sự ủng hộ của Bắc Kinh sẽ là lá chắn rất an toàn trong trường hợp đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn biến ông ta thành một cây củi gọc cho cái lò khi nó hết giá trị sử dụng, và đã có một lựa chọn rất khôn lanh để thoát thân, để tiếp tục mưu lợi. Đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì với chuyên môn được đào tạo là tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng, rất khó để nhận ra những thủ đoạn nghiệp vụ tinh vi mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện trong kế hoạch VT-17 để phá hoại và ôm chăn quỳ gối trước Trung Quốc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lâm vào thế há miệng mắt quai nếu muốn xử lý hình sự Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vì bị cài vào cung phá hoại đất nước trong vụ án của Trịnh Xuân Thanh. Chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chỉ đạo đối với Tô Lâm. Trong cuối tháng 2 năm 2021, truyền thông của quốc tế và các nước lại nóng lên bởi việc lộ lọt những hình ảnh khen thưởng kế hoạch VT-17 được cho là của chiến dịch tình báo do ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cầm đầu đi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Slovakia đã phát đi bản tin, nhật báo TAS của Đức cũng đã đăng thông tin, và hãng thông tấn của Đức là DPA cũng đã có câu hỏi với Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Truyền thông trong nước cũng đã lên tiếng, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa chỉ đạo người phát ngôn của mình đánh lạc hướng truyền thông trong đất nước, quốc tế vì những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và làm ảnh hưởng tới ngoại giao, kinh tế của đất nước một cách trầm trọng. Trong vấn đề thứ tư, đó là ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm tay sai của Trung Quốc. Trong đề án tái cấu trúc lại Bộ Công an,
Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cho thay đổi Bộ Công an theo mô hình tổ chức của Công an Trung Quốc và ông cho giải tán hết các tổng cục trong Bộ Công an. Từ 6 tổng cục, 2 bộ tư lệnh có thể giải tán còn 4 tổng cục và 2 bộ tư lệnh để giảm bớt đầu mối, bớt cồng kềnh. Riêng 2 tổng cục an ninh và cảnh sát là tối quan trọng để giữ vững trận tuyến đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phải giữ lại để công tác phối hợp và chỉ đạo thống nhất. Là một cán bộ trưởng thành từ Tổng cục An ninh, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được nâng đỡ và có bước tiến thăng nhảy vọt khi Tổng cục này bị tách ra làm hai là Tổng cục 1 và Tổng cục 2. Thì ông Tô Lâm được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục 1, phụ trách đối ngoại, tiếp tục tiến thăng lên Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận thức rõ hành động sách lược an ninh của mình làm giảm công tác phối hợp kết hợp thống nhất và chỉ đạo, suy yếu khả năng phòng vệ, chiến đấu của đơn vị mình trực tiếp chỉ huy. Nguy cơ nguy hiểm hơn nữa là ông này cho xóa bỏ hết tất cả các phòng tình báo của công an trên các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho công tác nắm tình hình ngoại giao biên giới giờ nó không còn có nữa. Với các quyết sách này thì ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn chứng tỏ sự thuần phục của mình hoàn toàn đối với Bắc Kinh để mưu toan tìm sự che chở cho âm mưu tiếp tục để nắm giữ quyền lực, làm tay sai cho Trung Quốc. Và rất nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng công an đã có ý kiến, nhưng ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này đã phớt lờ đi tất cả để nhằm thực hiện mục tiêu cá nhân của mình. Đến nay, sau sự việc Tô Lâm làm công cuộc đảo chính như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng trong thời gian tới đây, Nguyễn Phú Trọng chưa biết sẽ làm gì với ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, và đến giờ phút này, ông ta giữ chức vụ mới là Chủ tịch nước, trong khi quyền lực của Chủ tịch nước chỉ là một nhân vật bù nhìn và sớm sẽ bị thịt trong nay mai. Và liên quan đến những vấn đề này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin lần tới.